Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì đây em chó mình đang ngủ nè. Nó cụ quậy dữ lắm. Thôi nè, nó xem mình đang vuốt lông nè. Còn em chó bà này bả lè lưỡi luôn rồi. Lè lưỡi rồi. Thấy không? Thấy chưa? Còn em này thì ngủ quen quẻ. Này đang quay phim để kỷ niệm chứ không đăng. Chị nói gì với bà nằm, nói với bà mua cho cụ liền già lắm mà. Trời đất ơi. Sao nó cừu quậy không cho ông kia ngủ gì ta? Ở bên kia chỗ trong. Cái miệng kìa, bị xe lấy tay ra. Xe lấy cái tay để thấy cái miệng nè. Thấy cái miệng, trời ơi, cái miệng quá sệ kìa. Trời, nước miếng không? Còn em này thì ngủ ngoan ngoãn. Chưa có răng, lấy bà, lấy thấy bà ngáp rồi. Bà ngáp, bà hả miệng ra. Sao con này hử đít con kia tội vậy? Nó nằm gì chứ, nó nằm lên là chặt. Tụi nó mập quá, cái lỗ nó chặt, nó phải nằm đối đầu vậy hử đít chị ní. Thế là thì con kia nằm ngược ngạo đó, hử đít đó. Nhưng phải có trời ơi, đất ơi. Rồi, con này mà chim chim rồi. Để cho em nó nói kìa. Đây đó, thôi nói đi. Mới đi ra đường lắm á. Cuốn của ai mà bỏ tội quá các bạn. Giờ mình đang sắp vô đây. Tự nhiên hồi nãy á, mình thấy nè. Tự nhiên ngon lúc á, hai anh em mình đang đi á, cái thấy nó nằm ở ngoài đường kia kìa, chứ không phải bà Năm mình mang về đâu nha. Bà Năm cũng thấy, bà Năm gọi hai anh em mình la lấy chứ bà Năm đâu mang về đâu ha. Đúng rồi. Cuối ai mà nhưng mà con chó này là mình phải trả về cho chủ của nó chứ mình không lấy được nha các bạn, tại lấy á, là chủ của nó đang đi tìm. Tội nghiệp lắm. Chủ của nó đang đi tìm á các bạn, cho nên là mình phải trả lại cho chủ của nó. Hiểu không các bạn? Đây từ từ các bạn sẽ biết được cái chủ của nó là ai chứ. Là làm mấy xem, nên làm mấy lát nữa. Làm mấy con làm bài cho xong đi. Gửi cho ông ba xong rồi, chứ không để ông ba ông tưởng đâu quậy năm xách vô đây là ông không có con này gì nè, mà sao thì luôn nó kêu nó có sống. Đi rửa ông. Các bạn làm lại ra. Năm mới là coi như là xách làm lại bắt làm lại cái bàn của con. Hồi lúc thì hai anh em mình bà Năm với anh Sen mình đang chạy vòng vòng chơi chút mà thấy con chó nó nằm, nên là ấy một hồi thời gian nữa thì mình sẽ trả mấy em cuốn này về cho chủ của nó. Chủ nó đang đi tìm á, mà nó đái ra nhà mình luôn. Nãy bà Năm vỗ mở nó cái tí đái luôn. Quý một thành da mới mà mấy con cuốn to to kia là nó tái dữ lắm, còn mấy con này thì nó nói có chút thôi. Xong rồi á, tự nhiên đó, đây là cái tay nó không phải là cái vú mà tự nhiên nó cứ le lửa đây nè. Nó nói lè vậy á, nó liếm tay rất là thèm sữa rồi. Mình có chuẩn bị sữa cho nó. Rồi mở la thôi, tới giờ cho chúng em nó chưa sữa. Các bạn chú ý nha, hồi ấy chơi ấy mở của nó là nó khóc á, té đái đây nha. Quấn lại nè. Thằng Lý nó cuốc, nó đắp lên cái bờ bự rồi mẹ. Nó ăn chay niệm Phật rồi mà sao. Nó đắp cái bờ bự rồi, cho nên ông Tết nó ra kình. À xe nơi xuống ấy quay quay video giùm em để em ôm con ôm em chó giùm chút đi. Anh xem viết chú đẹp ghê chưa, đang làm tránh giùm cái tránh ngược cái kè lý ra cuốc của em hết trơn vậy thì mình đổi đồng này. Mình cứ làm cái mưa ở sẵn dưới. Của nó vậy nó đang nó cuốc lợ rồi mà em nó cuốc lợ.
nói đúng rồi. Thì có gì đâu mà nói, thì mình cứ đứng khoảng giữa mình phải nói vậy chứ nó à. Thì cái này là anh thấy cũng không có đặng, mà làm cũng ngang á. Cái này anh cỏ thì chú Mười nó đòi kia kia nọ, muốn làm cũng phải hỏi chứ sao tự nhiên là mình ngang thì muốn chấp gì đó. Mình nãy mình giơ tay mình chụp đi nè. Thôi nào. Hơi mờ mờ chút, các bạn không cảm thấy mờ nó không mờ mờ. Mà nếu trong video này các bạn phi